Kim Hoa xin kính chào quý khán thính giả của DKN ở Thời sự. Trong chương trình tin chuyên đề ngày hôm nay, mời quý vị nghe bài phân tích của chuyên gia với nhan đề Nòng súng có đang thực sự nằm trong tay thân tín của ông Tập không? Chuyên gia cho rằng, sở dĩ nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay nhiều lần nhấn mạnh nòng súng phải luôn nằm trong tay những người trung thành và đáng tin cậy với mình, không phải là ý muốn nhất thời, càng không thể là lời nói suông mà nó còn có lý do. Câu hỏi đặt ra là Vậy nòng súng hiện có đang nằm trong tay một người trung thành và đáng tin cậy của ông Tập Cận Bình hay không? Chuyên gia cho rằng câu trả lời là không. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 6, chính quyền Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp công tác chính trị của quân ủy Trung ương tại Diên An. Ông Tập Cận Bình, lãnh đạo Đặc Cộng sản Trung Quốc, đã phát biểu tại cuộc họp. Ông Tập nhấn mạnh, nòng súng phải luôn nằm trong tay những người trung thành và đáng tin cậy với đảng. Theo nhà bình luận gốc hoa, Viên Bân, nói một cách thẳng thắn, cái gọi là nòng súng phải luôn nằm trong tay những người trung thành, tin cậy với đảng. Thực ra có nghĩa là nòng súng phải luôn nằm trong tay những người trung thành và đáng tin cậy với ông Tập Cận Bình. Ngay từ ngày 16 tháng 11 năm 2012, khi ông Tập tham dự cuộc họp mở rộng của quân ủy Trung ương, ông đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường xây dựng đảng trong quân đội và bảo đảm Đảng kiểm soát vững chắc quân đội về mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức. Phải kiên trì kiểm tra, sử dụng cán bộ về mặt chính trị để súng luôn về tay những người tin cậy, trung thành với Đảng. Từ đó đến nay, ông Tập đã lặp đi lặp lại lập luận này nhiều lần trong những dịp quan trọng khác nhau. Nhà bình luận viên Bân cho hay, điều này cho thấy những người khác coi trọng lập luận này đến mức nào. Ông Viên cho rằng Sở dĩ nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay nhiều lần nhấn mạnh súng phải luôn nằm trong tay những người trung thành và đáng tin cậy với mình không phải là ý muốn nhất thời, càng không thể là lời nói suông mà nó còn có lý do. Trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, ai nắm được nòng súng thì có thể nắm được quyền lực tối cao của Đảng. Chỉ khi nào người trung thành tin cậy với lãnh đạo Đảng cầm nòng súng thì địa vị và quyền lực của người lãnh đạo đó mới được bảo đảm. Ông Tập Cận Bình không thể không biết điều này. Nhà bình luận viên Bân cho hay, đây chính là lý do tại sao ông Tập luôn giữ câu nói này trên môi. Câu hỏi đặt ra là, vậy nòng súng hiện có đang nằm trong tay một người trung thành và đáng tin cậy với ông Tập Cận Bình hay không? Nhà bình luận viên Bân cho rằng câu trả lời là không. Một số người chắc chắn sẽ không đồng ý với điều này. Họ sẽ cho rằng ông Tập đã loại bỏ tất cả các băng đảng lớn trong đảng. Tại Đại hội toàn quốc lần thứ 20 và mức độ tập trung quyền lực trong tay ông đã vượt xa cựu lãnh đạo Mao Trạch Đông. Những người chỉ huy quân sự đều là những người tâm phúc đáng tin cậy của ông Tập, thì tại sao nòng súng lại có thể không nằm trong tay một người trung thành và đáng tin cậy? Nhà bình luận viên Bân chỉ ra rằng, sau Đại hội 20, quyền lực của ông Tập Cận Bình quả thực vượt xa so với Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo quân sự quả thực là tay chân của ông Tập. Nhưng điều này không có nghĩa là nòng súng nằm trong tay những người trung thành và đáng tin cậy đối với ông Tập. Vậy tại sao đã hơn chục năm trôi qua, quyền lực của phe Giang và phe Thái tử Đảng trong quân đội đã sụp đổ, mà nòng súng của ông Tập vẫn chưa nằm trong tay những người trung thành và đáng tin cậy với ông? Xét theo lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, những cách chủ yếu để lãnh đạo Đảng kiểm soát quân đội như sau. Một là dựa vào quyền lực cá nhân và uy tín của người lãnh đạo đảng. Hai là dựa vào áp lực chính trị và tẩy não tinh thần. Lại một câu hỏi nữa, tại sao cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông lại có thể điều khiển được quân đội? Theo nhà bình luận viên Bân, tất nhiên là Mao cũng dùng biện pháp cưỡng bức chính trị và thực thi sùng bái cá nhân tột đỉnh và hối lộ lợi ích. Nhưng điều quan trọng nhất là quyền lực và sức thuyết phục của Mao. Có thể nói, các nhà lãnh đạo quân sự đều bị Mao thuyết phục, ít có kẻ hai mặt chính trị. Mao Trạch Đông là một trong những người sáng lập quân đội Trung Quốc. Quyền lực và uy tín của Mao được thiết lập và hình thành trong thời kỳ chiến tranh. Vì vậy, các tướng lĩnh quân đội có lòng trung thành cao với Mao nên ông có thể điều khiển được quân đội. Theo nhà bình luận viên Bân, khả năng kiểm soát quân đội của nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình chưa đạt đến mức độ như Mao Trạch Đông. Nhưng hầu hết các nhà lãnh đạo quân sự đều nghe theo và tin tưởng ông chủ yếu là do quyền lực và sức thuyết phục hình thành trong lịch sử. Cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân không có quyền lực và uy tín như Mao, Đặng, nhưng cũng nắm quyền điều hành quân đội. Giang Trạch Dân điều khiển quân đội bằng cách nào? Giang Trạch Dân mua bằng lợi nhuận. Ai nghe theo lời ông ta sẽ được thăng chức và phát tài, thế nên quân đội cũng nghe theo lời Giang. Nhà bình luận viên Bân cho hay, ông Tập thiếu kinh nghiệm thực chiến trong quân đội và không có nền tảng quân sự riêng ông ấy không và sẽ không thể có được quyền lực và uy tín như mao và đặng hơn nữa sau khi lên nắm quyền ông tập đã phát động cuộc chấn áp quyết liệt nạn tham nhũng trong quân đội cắt đứt nguồn tài chính của sĩ quan cấp cao thực ra ông tập dùng hai phương pháp để kiểm soát quân đội một là gây áp lực chính trị chủ yếu là chống tham nhũng hai là cái gọi là giáo dục tư tưởng nói một cách thẳng thắn là dùng tư tưởng chuyên chế để tẩy não các nhà lãnh đạo quân sự. Nhà bình luận viên Bân nhận định, chiến dịch chống tham nhũng chắc chắn có tác dụng gian đe đối với các tướng lĩnh quân đội, nhưng trong thâm tâm họ lại phản kháng. Về việc tẩy não, các nhà lãnh đạo quân sự ngày nay không còn là các nhà lãnh đạo của Hồng quân thời đó nữa, và việc nói về lý tưởng, niềm tin sẽ không và không thể có tác dụng với họ. Kết quả là có thể nói hầu hết những nhà lãnh đạo quân sự thế hệ mới được ông Tập Cận Bình sủng ái và đề cao đều là những kẻ hai mặt và hầu như họ đều công khai bất bình với ông Tập. Mọi người thường nói đến những học thuyết của ông Tập như là hai cơ sở và hai duy trì, nhưng trong thâm tâm họ đều dựa trên những tính toán nhỏ của riêng mình. Làm sao người hai mặt như vậy có thể trung thành và đáng tin cậy với ông Tập Cận Bình được? Như vậy làm sao ông tập có thể thực sự làm chủ được nòng súng? Thưa quý vị, mục tin chuyên đề xin được tạm dừng tại đây. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những phân tích và bình luận mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại.